Huấn luyện viên Chelsea ở hướng đến World Cup 2026, rượu vang hảo hạng hay bánh vẽ? Nếu là rượu vàng thì càng để lâu sẽ càng ngon, còn bánh vẽ chỉ để ngắm, tức một lời hứa suông. Cái tên Son Bini lướt qua tâm trí tôi như một điểm giao cắt giữa rượu và bóng đá. Đó là một phát biểu đáng nhớ của huấn luyện viên Chelsea về rượu vang và bóng đá. Nhà cầm quân người Pháp trồng nho và làm rượu vang, lấy tên thương hiệu là Son Bini. Son Bini là sân bóng thuộc bờ biển Nga, nơi huấn luyện viên Chelsea bắt đầu hành trình xuất ngoại và cuối cùng tạo dựng danh tiếng ở Nhật Bản. Xứ sở có rất nhiều loại bánh nổi tiếng như mochi, daifuku, melonpan, takoyaki. Gần 20 năm không còn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Chelsea nhận lời Liên đoàn bóng đá Việt Nam để kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo. Danh tiếng của một nhà cầm quân châu Âu giúp cho huấn luyện viên Chelsea nhận mức lương cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Mục tiêu cũng lớn nhất, dự World Cup 2026. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chelsea chưa thể biến U22 Việt Nam thành rượu vang hảo hạng ở SEA Games 32. Ông bắt đầu xây lối chơi với triết lý kiểm soát bóng và tấn công, kết quả toàn thua tại Dubai Cup 2023. U22 Việt Nam đứng mét dài và không có một bàn thắng. Nhưng ông nói như một nhà làm rượu lâu năm là phải đúc kết và rút kinh nghiệm để hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 32. U22 Việt Nam gần như thay mẫu má khi bất ngờ đá thực dụng ngay trong trận ra quân gặp Lào. Việt Nam để cho Lào ép sân trong cả hiệp 2. Huấn luyện viên Chelsea ở đưa ra ví dụ Argentina đá trận ra quân thua Saudi Arabia ở World Cup 2022. Mọi thứ dần dần được nhìn nhận tích cực khi U22 Việt Nam hòa Thái Lan 1-1 ở vòng bảng. Hiệp 2 mang đến hy vọng để tin rằng ông Chelsea đã ngâm ngụ U22 Việt Nam thành công. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến U22 Việt Nam chơi thử bóng đá lãng mạn. Nhưng kết cục chỉ là bánh vẽ khi U22 Việt Nam bị Indonesia loại trong thế hơn người. Sau khi không hoàn thành mục tiêu vô địch SEA Games 32, huấn luyện viên Chelsea đã nói về U23 châu Á. Nhưng làm sao để tin khi U22 Việt Nam thua ở khu vực? Không ít ý kiến nói về câu chuyện kinh nghiệm của U22 Việt Nam nhưng bỏ qua những chi tiết quan trọng. Huấn luyện viên Chelsea được tạo điều kiện rất lớn, đầu tiên dừng V-League để ông có thời gian chọn các cầu thủ tốt nhất tập luyện và đá giao hữu ở Qatar. V-League tiếp tục dừng để U22 Việt Nam đá hai trận đấu tập và dự SEA Games 32. Huấn luyện viên Chelsea cũng thoải mái lựa ra những cầu thủ giỏi nhất, phù hợp nhất ở độ tuổi 22 trở lại. Hãy nhìn về U22 Thái Lan, Thái League vẫn đá bình thường. Các câu lạc bộ cũng có quyền không nhập quân cho U22 Thái Lan. Ngôi sao 20 tuổi sắp phá nát không dự SEA Games 32, Jonathan Khemli chỉ đến Campuchia trước một ngày diễn ra trận gặp U22 Việt Nam. Có câu thất bại là mẹ thành công. Nhưng cũng không hiếm các đội bóng chạm đỉnh vinh quang rồi ngục sâu trong một hành trình dài thất vọng. Tuyển Đức vô địch World Cup 2014 để thuyết phục, nhưng hai kỳ tiếp theo bị loại từ vòng bảng. Malaysia từng vô địch SEA Games 2009 và AFF Cup 2010, nhưng 13 năm qua luôn chịu cảnh thua cuộc. Bóng đá Việt Nam từng vô địch AFF Cup 2008, phải mất thêm 10 năm để có lần thứ hai. Trong một thập kỷ ấy, VFF thay liên tục nhiều huấn luyện viên bao gồm huấn luyện viên châu Á, châu Âu và huấn luyện viên nội. Sự nghiệp của huấn luyện viên Chelsea cũng thế. Ông từng thành công cùng tuyển Nhật Bản nhưng thất bại toàn diện khi dẫn Qatar. Nhà cầm quân người Pháp đã bị sa thải sau khi Qatar thua Indonesia. Tất cả để thấy rằng huấn luyện viên Chelsea có biệt danh là phù thủy trắng nhưng không thể chắc chắn tạo ra phép màu cho bóng đá Việt Nam. Ông cần thời gian để giúp đội tuyển Việt Nam trở thành rượu vang hảo hạng hoặc chỉ phát biểu theo kiểu bánh vẽ về giấc mơ dự World Cup 2026. Hiện tại niềm tin rõ ràng không lớn. Bóng đá cần thành tích, cần kết quả thực tế thay vì những lời nói hay, nói đẹp. Trước cần bàn đến giấc mơ World Cup 2026, tương lai huấn luyện viên Chelsea phụ thuộc nhiều vào ASEAN Cup diễn ra vào đầu năm 2024. Đây là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, Iraq và Indonesia ở vòng bảng. Nhật Bản và Iraq là hai đối thủ tranh vé World Cup 2026, còn Indonesia là đối thủ hàng đầu ở khu vực. Hy vọng là ông Chelsea không phải đạp lên vết xe đổ như từng dẫn dắt Qatar cách đây 19 năm. Sau huy chương đồng SEA Games, huấn luyện viên Chelsea và U23 Việt Nam được trao lợi thế lớn tại giải châu Á. Trong năm 2023, huấn luyện viên Chelsea còn một mục tiêu lớn cùng với U23 Việt Nam là vòng loại U23 châu Á 2024. U23 Việt Nam có lợi thế tại vòng loại U23 châu Á. Hai giải đấu lớn sắp tới dành cho lứa tuổi U23 mà bóng đá Việt Nam sắp tham dự là ASEAN 2023 và vòng loại U23 châu Á 2024. Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội U20 của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đại diện góp mặt tại ASEAN. Còn U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chelsea tập trung cho vòng loại U23 châu Á 2024. Sở dĩ vòng loại U23 châu Á được coi như mục tiêu chính bởi giải U23 châu Á 2024 cũng đồng thời là vòng loại cho Olympic Paris 2024.
huấn luyện viên Chelsea ở coi đây như một bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng hướng đến World Cup 2026. Thể thức vòng loại năm nay có nhiều thay đổi. Các đội tuyển không chia theo hai khu vực Đông Á và Tây Á nữa mà sẽ gộp chung lại để bốc thăm. 46 đội được chia vào 10 bảng đấu, mỗi bảng có 4 hoặc 5 đội. 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2024 tổ chức tại Qatar. Theo nguồn tin từ trang Morning Express, Ấn Độ, U22 Việt Nam được chọn là một trong 10 nước chủ nhà tổ chức bảng đấu vòng loại. Đây là thông tin rất đáng mừng với thầy trò huấn luyện viên Chelsea. Trong hai lần gần nhất được đá vòng loại trên sân nhà, U23 Việt Nam đều thi đấu tưng bừng và giành vé đi tiếp một cách thuyết phục. Điểm nhấn đáng nhớ nhất là chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan tại sân Mỹ Đình vào năm 2019. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam còn đang sở hữu một lợi thế lớn khác nhờ vào thành tích trong quá khứ. Theo phân nhóm hạt giống, đoàn quân áo đỏ nằm ở nhóm hạt giống cao nhất cùng với Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Hàn Quốc, Thái Lan, Jordan, Nhật Bản, Australia, Iraq và Turkmenistan. Tránh được những đối thủ nặng ký, chặng đường vòng loại của U23 Việt Nam sẽ bất gập gành hơn. Sự chuẩn bị của huấn luyện viên Chelsea. Sau gần 3 tháng làm việc trên cương vị huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên Chelsea đã cùng U23 Việt Nam tham dự hai giải đấu với những đối thủ rất khác nhau là Doha Cup và SEA Games 32. Những điểm mạnh và điểm yếu của các học trò gần như đã bộc lộ hết. Khả năng thích nghi với lối chơi kiểm soát bóng cũng đã tương đối rõ ràng. Quãng thời gian sắp tới sẽ là lúc huấn luyện viên Chelsea có những yêu cầu cao hơn với các cầu thủ nhằm sẵn sàng cho những thử thách lớn trước mắt. Đầu tiên là giải giao hữu Panda Cup tại Trung Quốc, nơi U23 Việt Nam gặp Uzbekistan, Trung Quốc và Bahrain. U23 Uzbekistan đang là đương kim Á quân châu Á. Hai đội tuyển còn lại cũng đều đang đầu tư mạnh mẽ hướng đến Olympic 2024. Không chỉ là những thử nghiệm nữa, huấn luyện viên Chelsea sẽ cần phải hoàn thiện cả về mặt nhân sự và lối chơi cho U23 Việt Nam. Việc có được một bộ khung ổn định là nền tảng quan trọng cho thành công. Những chiến tích lớn mà bóng đá Việt Nam đạt được dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chính nhờ dàn trụ cột mà thầy Park xây dựng thông qua hai giải đấu M150 Cup và U23 châu Á 2018. Sau Panda Cup, các cầu thủ U23 trở về câu lạc bộ và thi đấu nốt phần còn lại mùa giải bóng đá quốc nội. Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào cuối tháng 8. Đầu tháng 9, toàn quân dưới quyền huấn luyện viên Chelsea thi đấu vòng loại U23 châu Á. Lịch thi đấu sẽ dày không kém so với SEA Games. Kể từ năm 2015 tới nay, U23 Việt Nam đã có 4 lần liên tiếp vượt qua vòng loại U23 châu Á. Với những lợi thế trong tay cùng quá trình chuẩn bị kỹ càng, hy vọng huấn luyện viên Chelsea sẽ cùng các học trò kéo dài được chuỗi thành tích ấn tượng này. Trung vệ cao gần 1m90 gây ấn tượng mạnh trước ngày huấn luyện viên Chelsea ra mắt đội tuyển Việt Nam. Trung vệ cao gần 1m90, Lê Văn Hưng đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Quảng Nam ở giải hạng nhất quốc gia 2023. Ở trận đấu sớm nhất vòng 4 giải hạng nhất quốc gia 2023, trung vệ Lê Văn Hưng, Quảng Nam đã gây ấn tượng mạnh với 2 bàn thắng cùng một pha kiến tạo giúp Quảng Nam giành chiến thắng 3-1 trước Bình Thuận. Trận thắng này giúp Quảng Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng ở giải hạng nhất quốc gia 2023. Với thể hình lý tưởng khi có chiều cao 1m87, Văn Hưng không chỉ phòng ngự tốt mà còn rất lợi hại trong những tình huống không chiến khi tham gia tấn công. Trung vệ này đã ghi 4/5 bàn thắng của Quảng Nam từ đầu mùa giải trên mọi đấu trường. Văn Hưng sinh năm 2000, là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Đà Nẵng. Anh đã trải qua những mùa giải khoác áo Khánh Hòa trước khi đến với Quảng Nam ở mùa giải 2023. Dù đã quá tuổi để thi đấu cho các đội trẻ U22 hay U23, nhưng với những gì đã thể hiện ở các vòng đấu gần đây, Lê Văn Hưng hoàn toàn có cơ hội được góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam tập trung tập luyện vào tháng 6 tới khi huấn luyện viên Chelsea cùng các cộng sự rất tích cực theo dõi. V-League và hạng nhất quốc gia. Vừa ăn mừng huy chương vàng SEA Games, báo Indonesia chuyển sang lo lắng trước động thái của huấn luyện viên Park Hang-seo. Truyền thông Indonesia luôn dành sự nể trọng lớn dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Những ngày qua, người hâm mộ Indonesia đang sống trong không khí lễ hội khi đội U22 nước này giành tấm huy chương vàng sau hàng chục năm chờ đợi. Hàng loạt sự kiện lớn được tổ chức nhằm mừng công huấn luyện viên Indra Safri và các học trò. Tuy nhiên, khi những màn ăn mừng còn đang tiếp tục, tờ Bola Okezon Indonesia lại chuyển hướng dành sự chú ý đến một thông tin tại Việt Nam. Ngay sau khi U22 Việt Nam để thua U22 Indonesia và không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở lại với công việc ở Việt Nam. Lần này, ông không đảm nhận vị trí huấn luyện viên mà muốn phát triển bóng đá trẻ. Dự kiến, ông sẽ tham dự buổi ra mắt của một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong những ngày tới. Mục tiêu của trung tâm này hướng đến là tạo một môi trường bóng đá lành mạnh, an toàn, khoa học và hướng đến sân chơi chuyên nghiệp. Kế hoạch mở học viện bóng đá tại Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đã được ấp ủ từ khi ông còn đương nhiệm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn mong muốn mình có thể đóng góp vào việc đào tạo nên những tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam. Trong những năm dẫn dắt U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam,
thầy Park từng tạo cơ hội cho rất nhiều ngôi sao trẻ bước ra ánh sáng. Việc ông trở lại với bóng đá Việt Nam được tờ Bola Okezon coi là một tín hiệu mà bóng đá Indonesia cần phải lưu tâm. Hãy nhớ rằng, huấn luyện viên Park Hang-seo là người đã đưa bóng đá Việt Nam vươn lên vị trí số 1 Đông Nam Á. Sự trở lại của ông trong việc phát triển bóng đá trẻ hứa hẹn đem tới một nguồn bổ sung quan trọng cho các đội tuyển Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam áp đảo hoàn toàn về thành tích đối đầu với Indonesia. Tính tổng cộng, thầy Park cùng các lứa học trò đã gặp các đội tuyển Indonesia 10 lần và thắng 7, hòa 3, chưa từng phải nhận thất bại. Hâm mộ cũng rất cần văn hóa. Vậy là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, SEA Games 32 với khẩu hiệu thể thao sống trong hòa bình tại Campuchia đã khép lại. Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn với 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc, 114 huy chương đồng. Trong thành tích chung đáng tự hào, nó có sự đóng góp của các tuyển thủ đội tuyển bóng đá nữ với việc bảo vệ thành công ngôi vô địch và đội tuyển U22, bóng đá nam với tấm huy chương đồng. Về chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung thì không có điều gì để bàn cãi. Đó là một chiến thắng thuyết phục, đem lại niềm tự hào cùng niềm vui cho người hâm mộ. Chuyện cần bàn ở đây là kết quả thi đấu không được như kỳ vọng của đội tuyển U22 bóng đá nam. Chính xác hơn là sự phản ứng của cộng đồng mạng và người hâm mộ đối với sự kiện này. Vẫn biết là người hâm mộ yêu môn thể thao vua luôn mong ước đội tuyển của chúng ta giành chiến thắng. Và sự thật, từ SEA Games 32 đội tuyển U22 của chúng ta đã mang về cho đất nước tấm huy chương đồng, điều không phải đội tuyển nào cũng đạt được. Điều đáng tiếc ở đây là những phản ứng không đáng có, không đúng mức nhân danh người hâm mộ trước những diễn biến trong hành trình thi đấu của đội tuyển U22. Mà rõ nhất là phản ứng không thể chấp nhận của không ít người trước trận thua U22 Indonesia của thầy cho huấn luyện viên Chausier ở vòng bán kết. Phải thừa nhận là chúng ta đã thua và thua một cách vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để nhiều người cho mình cái quyền chỉ trích, phê phán, đưa ra những bình luận, ý kiến cực đoan, phiến diện về trình độ, tinh thần thi đấu của các tuyển thủ. Đúng là các tuyển thủ có những sai lầm, sơ sẩy, có những điều chưa hợp lý trong đấu pháp nhưng không thể vì thế mà phủ nhận những cố gắng và thành tích của các em. Ở độ tuổi còn rất trẻ, lại có ý kiến phê phán các tuyển thủ của chúng ta thi đấu bạc nhược, vô hồn. Tệ hơn cả là sự phủ nhận những gì mà huấn luyện viên Chausier đã cố công xây dựng. Trong lứa U22 được coi là yếu nhất trong nhiều năm vừa qua chỉ trong thời gian vỏn vẹn 2 tháng. Đó có thể coi là thái độ bất công, thậm chí có thể nói không quá lời là vô ơn khi thầy trò ông Chausier đã cống hiến cho chúng ta những trận đấu khá hay. Ngay cả trong trận thua Indonesia cũng vậy. Phải chăng người hâm mộ Việt Nam đã quá khắt khe, đã quá quen với những chiến thắng của các đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo? Và vì vậy tấm huy chương đồng chưa làm số đông người hâm mộ hài lòng, mặc dù chúng ta đều biết rằng trong thi đấu thể thao, huy chương nào cũng đáng quý. Cần phải biết rằng ông Chausier mới chỉ cầm quân có 2 tháng và lứa cầu thủ của chúng ta đều còn rất trẻ, hầu hết đều thiếu kinh nghiệm trận mạc, chưa được cọ sát. Cũng cần nhớ là các tuyển thủ đang được dẫn dắt chuyển lối đá từ phòng ngự phản công thời thầy Park sang lối chơi kiểm soát bóng hiện đại theo triết lý bóng đá của ông Chausier. Và theo quy luật, học cái mới, cái hiện đại bao giờ cũng khó, thậm chí phải chấp nhận cả những lần thất bại. Vậy nên, điều quan trọng không chỉ là màu của tấm huy chương mà còn là qua giải đấu, các cầu thủ và cả tập thể đội tuyển dần nhận biết những điểm mạnh, điểm yếu của mình đang có hướng đi phù hợp trong tương lai. Một lứa trẻ chưa được cọ sát nhiều vẫn cho thấy tâm lý vững vàng và không bỏ cuộc trước khó khăn hoàn toàn có thể để chúng ta trân trọng và tin tưởng. Cuối cùng, với tấm huy chương đồng, không thể nói SEA Games 32 là một SEA Games thất bại với bóng đá nam Việt Nam. Mong rằng, với tình yêu bóng đá nước nhà, với sự tôn trọng cần thiết, người hâm mộ sẽ biết chờ đợi, sẻ chia với các tuyển thủ cùng người thuyền trưởng của họ. Và đó cũng là nét văn hóa mà người hâm mộ cần có.